Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập sóng tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Nếu anh không phải một giấc mơ của tác giả Thanh Thanh. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tập sóng của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. vì mặc dù biết rất rõ câu chuyện của ông khôi, thế nhưng dẫu sao cũng là người xa lạ, ngoài việc hỏi han một vài điều cơ bản, cô thực sự không biết phải nói gì. Hơn nữa cô chú ý thấy kể từ lúc cô xuất hiện, ánh mắt của mọi người nhìn cô và phong có chút gì đó rất lạ. cô cũng nghe được một vài lời thì thầm ghép đôi của họ nên hơi xấu hổ. cô là gái chưa chồng, phong lại đẹp trai ngời ngời như vậy. Những lời nhận xét kia thật sự dễ khiến cho người khác phải suy nghĩ rất nhiều. Mà có lẽ người vui nhất chính là Phong vì cậu thích cô, biểu hiện vô cùng rõ ràng và cụ thể. Hơn nữa cô vì cậu mà xuất hiện ở đây như thế này cũng đủ để cho cậu thấy. Trong suy nghĩ của cô, cậu có một ấn tượng rất đặc biệt. Ngồi nói chuyện một lát, vì đứng dậy cáo từ xa về. Phong tiễn cô ra ngoài, vừa đi hai người vừa thong thả trò chuyện vì tò mò hỏi khi nãy ở trong ấy tôi không tiện hỏi bác sĩ nói tình hình của ba cậu thế nào phong chậm rãi nói bác sĩ nói ba em cần phải phẫu thuật mổ thoát vị đĩa đệm ngoài ra khớp xương đùi của ba em bị thoái hóa bây giờ lan sang cả xương đùi họ nói sau khi phẫu thuật mổ thoát vị đĩa đệm xong sẽ chuyển ba em sang khoa chấn thương chỉnh hình khi sức khỏe hồi phục sẽ tiến hành mổ thay khớp, nếu không phẫu thuật, hậu quả sẽ rất khôn lường. Nghiêm trọng như vậy sao? Vâng. Nếu cậu gặp khó khăn về tiền bạc cứ nói với tôi nhé, giúp được đến đâu tôi sẽ cố gắng giúp cậu. Cảm ơn chị, em sẽ nghĩ cách. Phòng nói vậy chứ trong lòng cậu thực ra rất lo lắng, bởi lẽ chi phí cho ca phẫu thuật mổ thoát vị đĩa đệm còn được bảo hiểm chi trả phần nào? Nhưng riêng phẫu thuật thay khớp thì không. Vì tuổi tác của ba cậu đã lớn. Bác sĩ nói với trường hợp bệnh nhân lớn tuổi bắt buộc phải sử dụng khớp nhân tạo nhập khẩu. Hàng nhập khẩu có giá thành rất cao nhưng chất lượng tốt có thể duy trì từ 7 đến 10 năm. Hạn chế tối thiểu trường hợp phải phẫu thuật nhiều lần. Trong lúc Phong và Vi thong thả tản bộ từ phía xa cặp mắt đen láy phía sau gọng kính của người đàn ông đang đứng trong góc khuất bỗng trở nên tối sầm lại. Đây là lần thứ hai anh thấy Vi cùng cậu thanh niên bảnh trai kia đi cùng nhau. Hai người họ là bạn bè hay là có liên hệ tình cảm thầm kín gì đó? Không ai khác, người ấy chính là Dũng. Bệnh tình của Mỹ Anh khiến cho sức khỏe của cô bé bất thường, hay phải nhập viện bất ngờ. Hôm nay Dũng có việc bận, tan làm anh mới chạy qua bệnh viện thăm con sau khi dỗ cho cô bé ngủ say dũng lặng lẽ ra về không ngờ anh lại có cơ hội chứng kiến cảnh tượng này anh biết vì hoàn toàn có quyền yêu đương qua lại với bất kỳ người đàn ông nào nếu cô muốn điều đó thế nhưng tự sâu thẳm trong suy nghĩ của mình dũng không cam tâm với điều đó cảm giác này có được tính là ghen không nhỉ anh cũng không rõ nữa cũng không lý giải được vì sao vô duyên vô cớ lại thấy khó chịu như lúc này. Dũng chậm rãi đi theo bóng dáng hai người họ một khoảng xa. Sau đó anh nhanh chóng đi lấy xe và kiên nhẫn đợi trước cổng bệnh viện. Cho đến khi thấy Vi đi ra ngoài một mình, chiếc xe của Dũng mới chậm chạp tiến đến. Anh bấm còi đồng thời hạ thấp cửa kính xe để gây sự chú ý với cô. Nghe tiếng động, Vi quay người lại nhìn theo phản xạ nhận ra dũng cô nhẹ nhàng nói anh dũng vì cô đến bệnh viện làm gì vậy hỏi xong câu ấy dũng mở cửa xe bước xuống và bước đến bên cạnh cô tôi đến thăm ba của một người bạn bác ấy đang bệnh tiện đường tôi đưa cô về nhé tôi đang định gọi xe cảm ơn anh không yên tâm để tôi đưa cô về sao tôi không có ý này chỉ là không muốn làm phiền đến anh công việc của anh bận rộn anh về nhà nghỉ ngơi sớm đi nếu để cô tự đi về một mình cô nghĩ là tôi có thể yên tâm về nhà nghỉ ngơi được không vì hơi cúi mặt xuống cô có thể nghe ra được ẩn ý trong câu nói của dũng cô ngập ngừng đáp tôi không biết đưa cô về một quãng cũng không tốn nhiều thời gian lắm đâu hơn nữa tôi thấy rất lấy làm vinh hạnh nếu như được đưa tiểu thư về nhà vừa nói dũng vừa chủ động mở cửa xe biết không thể từ chối vì ngoan ngoãn ngồi lên xe nói không thể từ chối thì cũng không hẳn là cô cảm thấy không biết nên từ chối người đàn ông ấy như thế nào mới đúng ngồi trước ghế lái dũng tập trung nhìn về phía trước và chuyên tâm lái xe không gian tương đối yên tĩnh vì thấy hơi bối rối cô buột miệng hỏi mỹ anh đang nằm viện phải không ạ à? đúng vậy lâu lâu con bé phải nhập viện để điều trị một thời gian mỹ anh vẫn nhắc tới cô suốt đấy mỹ anh rất thích chị vi vi cúi đầu im lặng không đáp dũng lại hỏi tiếp hôm nay đi làm áp lực lắm hay gì nhìn cô có chút mệt mỏi có một chút nhưng không sao là do tôi thiếu ngủ thôi có chuyện gì khiến cô suy nghĩ tới mức mất ngủ như vậy cô có thể nói cho tôi biết được không nói không biết chừng tôi có thể giúp cô không sao đâu thỉnh thoảng tôi mới bị như vậy Tôi biết một số loại trà uống vào sẽ giúp ngủ ngon hơn, tinh thần thư thái hơn. Có một dạo tôi cũng mất ngủ nghiêm trọng. Một người bạn đã giới thiệu cho tôi uống trà và tôi thấy hiệu quả. Tôi mua tặng cô nhé. Cảm ơn anh. Xe chạy một lát đã về đến trước hẻm nơi Vi ở. Cô nói lời cảm ơn Dũng rồi xuống xe, lặng lẽ đi bộ vào bên trong. Dũng nhìn theo sáng hình của cô xa dần mới cho xe rời đi trên đường trở về biệt phủ nhà họ dư dũng kết nối cuộc gọi với quân đầu dây bên kia uể oải nghe máy cậu chủ tôi nghe đây cậu tìm hiểu giúp tôi xem người thân của cậu phong bị gì mà phải nằm viện mấy hôm nay cậu ấy không đi làm đúng không vâng tôi nghe quản lý báo cáo rằng phong xin nghỉ vì ba cậu ấy phải nhập viện tìm hiểu xem ba cậu ấy đang điều trị ở khoa nào vâng mà cậu hỏi chuyện này để làm gì vậy cứ làm theo lời tôi nói là được rồi. Buổi sáng đến công ty, Vi ồ lên một tiếng đầy ngạc nhiên khi thấy trên bàn làm việc của mình có những bông hoa tươi thắm được cắm sẵn trong lọ. Trước màn hình máy tính là một phần bánh plan và một ly cà phê cappuccino. Đặc biệt hơn cả là vị trí làm việc của chị Hoài không trống như mấy hôm trước nữa. Túi sách của chị để trên bàn, chiếc áo khoác để tùy hứng trên ghế Vi nhìn ngó nghiêng xung quanh thì phát hiện chị Hoài đang đứng ở khu vực đặt máy photocopy. Vì thong thả ngồi tựa lưng vào ghế, chậm rãi thưởng thức ly cà phê mát lạnh và chờ đợi chị Hoài trở về vị trí. 5 phút sau, sau khi chuẩn bị xong giấy tờ, Hoài xuất hiện, vừa ngồi xuống ghế chị đã nhanh miệng nói. Chưa nhận được lời cảm ơn nào cả. Vì mỉm cười vui vẻ đáp. Em cảm ơn chị Hoài, vì sáng nay chị đã mua cà phê cả bánh ngọt cho em mà sao chị biết em chưa ăn sáng mà chuẩn bị thế mấy hôm chị nghỉ một mình em làm hết cả phần việc của chị hôm nào cũng về muộn chắc chắn là buổi sáng không kịp ăn chị nói đúng chứ chỉ có chị mới hiểu em đến vậy em cảm ơn chị nhé mẹ chị ra viện rồi à mới ra tối qua xong may mà mọi kết quả chụp chiếu xét nghiệm đều ok chưa ở viện thêm mấy ngày nữa chắc chị không chịu được thiếu ngủ trầm trọng sao hôm nay chị không nghỉ thêm một ngày cho khỏe thôi ở nhà nghe bọn trẻ con tranh cãi chuyên có phân xử mấy đứa thôi cũng đủ nhức đầu đi làm còn thanh thản hơn với cả để em làm nhiều việc quá chị cũng ái náy hoa tươi cà phê cả bánh ngọt coi như là quà cảm ơn nhé em chấp nhận hình thức cảm ơn này của chị nhé hôm nay chị hoài quay trở lại công việc nên vi rảnh rỗi hơn có nhiều thời gian ngồi tán gẫu và lướt mạng xã hội. trong lúc cô đang xem mấy mẫu váy thiết kế thì điện thoại đổ chuông. là một dãy số lạ. chưa nghe máy nhưng cô ngầm đoán khả năng người gọi đến là shipper mà anh ship này chắc chắn có liên quan đến dũng. và đúng như vi nghĩ cuộc gọi đến là của shipper. nhưng hôm nay thứ cô nhận được không phải là hoa như mọi ngày mà là một hộp lớn vuông vức được bọc gói rất đẹp. Trong lúc trở về văn phòng, Vi tò mò vô cùng. Vừa ngồi xuống bàn làm việc, cô đã vội mở chiếc hộp đó ra. Ban đầu Vi cứ ngỡ bên trong là một vài cuốn sách hoặc món quà lưu niệm gì đó, nhưng không phải. Một hộp tuyền trà la trà, đủ các loại trà giúp an thần và ngủ tốt. Trà tâm sen, trà hoa lạc tiên, trà gừng, trà nữ lang, trà bạc hà. Ngoài ra còn một tấm thiệp viết tay Vi tò mò đọc những nét chữ quen thuộc trên đó. Tôi không biết Vi thích uống loại nào, hợp với loại nào nên chuẩn bị mỗi loại một chút để cô uống thử. Hy vọng Vi sẽ có những đêm ngon giấc hơn. Một giấc ngủ tốt sẽ có lợi cho sức khỏe, giúp tinh thần thoải mái, làm việc hiệu quả hơn. Chúc Vi một ngày làm việc tràn đầy năng lượng nhé. Đọc những câu nhắn gửi ấy, khóe miệng Vi bất giác cong lên, gương mặt không che giấu được nụ cười hoài tò mò hỏi anh chàng nhà giàu dụ lại thực hiện chiến dịch tặng quà lấy lòng mỹ nhân đấy à vì bật cười đáp mỹ nhân đâu mà mỹ nhân chị cứ trêu em còn không phải à người ta vẫn thường nói câu nếu không giàu thì phải đẹp trai mà nếu không đẹp trai thì phải trai mặt mà anh chàng này vừa vặn lại hội tụ cả ba thứ đó cứ như này thì sớm muộn cũng có ngày sông cạn đá mòn cho mà xem không biết chừng cô nàng cũng đã nghiêng ngả 60% rồi ấy chứ. Đưa chị xem thiệp viết gì nào. Không đợi Vi đồng ý, Hoài chủ động giành lấy tấm thiệp trong tay Vi, rồi thì thầm đọc trong miệng. 30 giây sau, chị vỗ tay xuống đùi cái đét, rồi cười thích thú. Khiếp thật, đúng là vừa có học thức, lại vừa có trí tuệ. Nói câu nào nghe sướng lỗ tai câu đấy. Mình có chồng rồi, mà đọc xong còn thấy chứng dụng hết gần một nửa. Vì bật cười thành tiếng trước câu nói đùa của chị Hoài Cô cất lời mắng vốn Chị có thôi ngay đi không? Sơ hở là trêu em thôi Thế chị nói sai câu nào à? Nghe chừng anh chàng này cũng ổn đấy Chẳng có gì bằng tài chính vững vàng Nếu như hết lòng trung thủy Si tình quan tâm em nữa thì Nên ưu tiên cho chàng vào vòng trong luôn em nhé Bỏ qua vòng phỏng vấn luôn Anh ấy không tán tỉnh cũng không có hành động gì giống như là theo đuổi em cả. Em không ảo tưởng, cũng không đặt quá nhiều kỳ vọng đâu chị ạ. À. Ngốc lắm, có những chuyện đâu nhất thiết cứ phải nói rõ ra là, "Vi ơi, anh thích em. Hãy cho phép anh được quan tâm, được theo đuổi em mới là tán tỉnh đâu. Người ta lo cho giấc ngủ của em, lo cho sức khỏe của em, người ta thể hiện bằng hành động, như thế cũng là đang gián tiếp truyền tải một thông điệp rằng tôi nhìn chúng em rồi đấy." sớm muộn thì tôi cũng tán đổ em thôi một lần nữa vi lại ôm bụng cười lăn lộn cô cảm thấy câu nói gừng càng già càng cay rất đúng với chị hoài một người vừa sâu sắc vừa tinh tế lại vô cùng hài hước ngày nào đến công ty cô cũng cười bể bụng vì những câu đùa hài hước của chị ấy im lặng một lát hoài lại nói tiếp kể ra cũng khó lựa chọn ghê một bên thì giàu có đẹp trai và tinh tế một bên thì nhan sắc cực phẩm, đẹp trai, vạn người mê. tuy hiện tại cậu ấy hơi khó khăn một xíu, nhưng chị tin tương lai của phong nhất định sẽ rực rỡ lắm đấy. nụ cười trên môi Vi vụt tắt vì câu nói của chị Hoài khiến cô lại nghĩ về phong. trước mắt cô không thể biết tương lai sau này của cậu ấy thế nào. tuy nhiên hiện tại cuộc sống của phong cực kỳ khó khăn, cô rất muốn giúp đỡ cậu ấy nhưng lại không biết phải làm thế nào. Buổi tối, Phong lang thang tản bộ một mình trong khuôn viên bệnh viện, cậu nghĩ tới nghĩ lui nên làm thế nào để có đủ tiền phẫu thuật cho ba. Vốn có một khoản tiền ký hợp đồng với cà phê chất và Green restaurant. thế nhưng những ngày này ông khôi nằm viện, Phong đã phải sử dụng nó để tạm ứng tiền viện phí, ngoài ra làm các thủ tục xét nghiệm và chi phí sinh hoạt của hai cha con số còn lại không đáng là bao. Hiện tại cậu xin nghỉ ở nhà trăm ba nên không thể ứng trước tiền lương. Bác Thơm cùng phố đồng ý giúp đỡ một chút, nhưng nhiêu đó thực chẳng thấm vào đâu cả. Phong cảm thấy bất lực, chuyện này thực sự nằm ngoài khả năng của cậu, vì cậu hãy còn là sinh viên, mối quan hệ xã hội chưa có, cậu không biết phải nhờ cậy vào ai. Bỗng tiếng chuông báo điện thoại vang lên khiến Phong giật mình. Cậu mở ra xem thì phát hiện đó là tin nhắn của bệnh viện. Có người đã tạm ứng 400 triệu đồng tiền viện phí cho ba cậu. Phòng hết sức ngỡ ngàng. Cậu không biết ai là người hào phóng đã đứng ra giúp đỡ mình vào lúc này. Suy đi tính lại, Phong nghĩ. Người biết câu chuyện của cậu rất ít. Có khi nào là Vi không? Nhưng tại sao cô ấy lại có số tiền lớn như vậy? Cô không sợ cậu sẽ quỵt nợ ư? không do dự phong mở điện thoại và gọi cho vi đúng lúc vi vừa tắm xong đứng bên khung cửa sổ cô chậm rãi nghe máy tôi nghe đây phong ngập ngừng hỏi số tiền số tiền đó là chị gửi cho em phải không cậu đang nói gì vậy số tiền nào có phải chị đã tạm ứng viện phí cho ba em không không có cậu thử nghĩ lại xem liệu có phải người thân họ hàng trong gia đình cậu thấy hai cha con khó khăn nên giúp đỡ không em không nghĩ ra được người nào vì từ ngày đến sài gòn cha con em không liên lạc gì với họ hàng ở quê nữa họ cũng không biết ba em đang nằm viện hoặc là bạn bè cùng lớp giáo viên chủ nhiệm của cậu thì sao chắc chắn không phải cậu thử hỏi nhân viên thu ngân xem vâng lát nữa em sẽ đi hỏi chị đang làm gì vậy tôi không làm gì cả ngày hôm nay của cậu thế nào vi vừa nói vừa hướng ánh mắt về ly trà đang tỏa hương nghi ngút trên bàn làm việc mùi thơm thoang thoảng khiến cô thấy thoải mái dễ chịu thực sự vẫn như mọi ngày thôi chị ạ à. chị đi làm có mệt không cũng bình thường cậu giữ gìn sức khỏe chăm sóc ba tốt nhé khi nào rảnh tôi ghé qua thăm bác ấy sau chị không muốn nói chuyện với em nữa à tôi nói thế bao giờ chị nói vậy em liền hiểu là chị đang chào em để tắt máy ở bệnh viện không giống như ở nhà Nếu ngủ được thì cậu tranh thủ ngủ nhiều một chút cho khỏe nhé Vâng, chị cũng nghỉ sớm giữ gìn sức khỏe nhé Được rồi, tôi tắt máy đây Cuộc gọi kết thúc Phong đi thẳng về phía khu nhà A Tìm đến quầy thu ngân Và hỏi về số tiền viện phí được tạm ứng cho ba cậu Người nộp tiền là Trần Đình Quân May mắn là người đó có để lại số điện thoại Phong lập tức kết nối cuộc gọi với người đó Cuộc gọi thứ nhất không có người nghe máy. Cuộc gọi thứ hai gần hết chuông rốt cuộc cũng có tín hiệu chuyển đến. Alo, xin hỏi, anh là Trần Đình Quân phải không ạ? À? Đúng vậy, cậu là ai? Em là Phong, em hỏi phía bệnh viện thì biết được anh là người đã tạm ứng số tiền 400 triệu đồng cho ba em. Trước tiên là em cảm ơn anh, nhưng mà anh có thể cho em biết vì sao anh lại làm như vậy được không? Cậu đừng khách sáo, người đứng ra nộp viện phí là tôi nhưng tiền là của người khác nếu cậu muốn cảm ơn thì nên liên hệ để cảm ơn họ chuyện này là sao hả anh em không hiểu cậu không biết tôi nhưng tôi biết rất rõ về cậu mạnh mẽ lên chàng trai khó khăn trước mắt chỉ là tạm thời thôi cố gắng nhé tương lai tươi đẹp phía trước đang chờ đón cậu em hiện tại đúng là rất khó khăn em rất cảm ơn tấm lòng của anh nhưng em không thể tùy tiện nhận sự giúp đỡ của người khác mà không biết rõ lý do như thế này được được rồi người giúp cậu chính là anh đặng hoàng dũng là ông chủ của cậu đó phòng ngỡ ngàng trước câu nói của quân cậu ngập ngừng hỏi lại anh dũng anh ấy làm sao biết được ba em bệnh mà giúp cậu không tin thì cứ liên hệ trực tiếp với cậu ấy nhưng tôi cam đoan với cậu những gì tôi nói với cậu không có câu nào là giả Sài Gòn đang đi qua mùa mưa, sau trận mưa lớn, khung cảnh hàng cây xanh mướt bao quanh những tòa nhà màu trắng luôn khiến cho người ta bất giác nghĩ đến những chuyện tốt đẹp. Nhưng thực ra đây là cơ sở y tế hiện đại mà ông Khôi đang theo dõi và điều trị. Hiện tại bác sĩ đang thăm khám cho bệnh nhân nên người nhà tạm thời lánh mặt ra ngoài. Phòng một mình ngồi thẩn thơ trong khuôn viên bệnh viện. Ánh mắt cậu mơ màng nhìn ngắm những tia nắng đang chậm chạp ló mình sau những đám mây. Tâm tư của chàng trai trẻ suy nghĩ rất nhiều về bệnh tình của ba, cũng như số tiền mà cậu nhận được từ Dũng, chủ đơn vị chuỗi nhà hàng mà cậu làm thêm. Cả đêm qua, cậu ngủ không được ngon giấc vì nghĩ về chuyện này. Đắn đo hồi lâu, Phong mở điện thoại và kết nối cuộc gọi với Dũng. Dường như Dũng đang rảnh, anh nghe máy ngay tức thì Tôi nghe đây phòng nhẹ giọng nói Anh Dũng Ừ gọi tôi có chuyện gì không Hiện tại anh có rảnh không Em muốn gặp anh một lát Tôi không rảnh lắm Nhưng tôi có thể sắp xếp được Cậu muốn gặp ở đâu Nếu như anh bận Anh hãy chọn nơi nào thuận tiện cho công việc của anh nhất Em sẽ đến đó ạ à? Không sao cậu đang ở bệnh viện phải không Vâng 30 phút nữa hẹn cậu ở Highland Coffee gần bệnh viện cuộc gọi kết thúc, Phong đứng dậy khỏi ghế đá, cậu chậm rãi đi về phía cổng bệnh viện, tìm đến quán cà phê và chọn chỗ ngồi trước chờ Dũng đến. Chưa đầy 30 phút Dũng đã có mặt, hai ly cà phê đặt trên bàn, hai người đàn ông ngồi đối diện nhau, hai người họ mỗi người một vẻ, tuy nhiên cả hai đều sở hữu những nét phong tình vô cùng cuốn hút ánh nhìn của người khác. Phong chậm rãi cất lời gợi chuyện. Anh Dũng, em cảm ơn anh vì anh đã đứng ra tạm ứng viện phí cho ba em. Hoàn cảnh của em, chắc anh cũng đã biết. Ngay cả một phần mười số tiền ấy hiện tại em cũng không xoay sở được. Anh có lòng tin rằng em sẽ hoàn trả được anh số tiền lớn như vậy sao ạ? À? Dũng thong thả nhấp môi ly cà phê. Sau đó anh nhìn Phong và thấp giọng nói. Tôi biết hiện tại cậu không xoay sở được. Nhưng tôi nhìn ra được cậu là người có năng lực có thể kiếm ra số tiền gấp trăm ngàn lần số tiền đó. Vấn đề nằm ở thời gian. Hiện tại cậu khó khăn, điều đó không có nghĩa là tương lai của cậu cũng sẽ khó khăn. Tôi nhìn ra được ý chí và nghị lực trong con người cậu. Nguồn động lực lớn nhất giúp cậu vượt qua nghịch cảnh lúc này là ba cậu. Chỉ cần ông ấy khỏe mạnh, vượt qua được bệnh tật, cậu sẽ vững lòng để tiến về phía trước. Em luôn nghĩ trên đời này có thượng đế và ngài sẽ xuất hiện bất ngờ vào những lúc con người ta tuyệt vọng nhất. Từ đêm qua đến giờ, em vẫn cứ ngỡ chuyện này xảy ra trong giấc mơ, vì em không tin được thượng đế xuất hiện và củng cố niềm tin đó của em. Ý cậu là tôi là quý nhân của cậu. Vâng, chính là như vậy. Ngay cả khi anh biết em tay trắng nhưng vẫn sẵn lòng giúp đỡ em mà không đòi hỏi bất kỳ điều gì. Bản thân em cũng chưa từng làm được chuyện gì tốt đẹp cho đời. Em không tin mình lại nhận được sự giúp đỡ to lớn ấy từ người khác. Cậu nhầm rồi. Sống ở đời này, đạo làm con, làm tròn chữ hiếu là khó nhất. Cho dù cậu có giúp đỡ hàng ngàn người, bố thí cúng dường cho bao nhiêu mảnh đời đi chăng nữa. Nhưng nếu cậu không hiếu kính với đấng sinh thành của mình, thì những việc làm thiện nguyện của cậu cũng coi như đổ xuống sông xuống bể. Ngược lại, cả đời này cậu dốc lòng phụng sự ba cậu đau ốm bệnh tật, khổ cực cũng không một lời oán than. Chỉ riêng điều đó thôi, cũng xứng đáng là một hành động đẹp, có ý nghĩa lớn lao hơn bất kỳ điều gì trên đời này rồi. Cậu nên tự hào vì điều đó mới đúng. Nghe Dũng nói câu ấy, đôi mắt Phong rưng rưng như muốn khóc. Cậu thật sự muốn khóc, không phải cậu mềm yếu mà bởi cậu xúc động vì có người đồng cảm thấu hiểu với tất cả những gì cậu đã nỗ lực trong suốt thời gian dài đẳng đẳng không chỉ vậy dũng còn dùng những lời lẽ khích lệ động viên cậu cố gắng khoảnh khắc này phong đã nghĩ dũng xứng đáng là doanh nhân tuyệt vời nhất trên đời mà cậu biết giàu nhưng không kiêu ngạo chân thành và cởi mở với mọi người thử hỏi trên đời này làm thế nào để cậu tìm được người thứ hai đây chắc chắn là không có người thứ hai em cảm ơn anh phong thốt lên lời cảm ơn tự đáy lòng lời cảm ơn này của cậu Tôi nhận, khi nào sức khỏe của ba cậu tốt lên, hãy quay trở lại với học tập và công việc, trong rồi kiến thức và có thêm nhiều trải nghiệm mới. Vâng ạ. Dũng im lặng một lát, sau đó anh ngập ngừng hỏi, "Cậu quen biết Phi à?" Câu hỏi này là điều mà Dũng canh cánh trong lòng bấy lâu nay. Anh biết, một người có vẻ ngoài điển trai giống như Phong sẽ rất dễ có được cảm tình từ người khác đặc biệt là người khác giới nếu như vi có tình cảm với phong đó cũng là điều dễ hiểu cơ mà anh không hy vọng chuyện đó xảy ra chút nào bởi lẽ trong lòng anh có cô dù anh biết bản thân mình như vậy là ích kỷ anh không có quyền ngăn cản vi theo đuổi hạnh phúc của mình nhưng anh thấy thực sự khó chịu nhất là những khi vô tình thấy vi và phong ở chung một chỗ anh cảm giác con tim trong ngực mình nhức nhối không biết phải làm thế nào để xoa dịu được nó đối với câu hỏi của dũng phong khá bất ngờ cậu không nghĩ trái đất này tròn đến như vậy dũng quen biết vi nhưng rồi cậu tò mò hỏi lại em có quen một người tên vi em không chắc người ấy có phải là vi mà anh đang nhắc tới hay không dũng lặng lẽ mở điện thoại ra anh mở hình ảnh của vi và giơ lên trước mặt phong Phong lập tức giữ người. Anh ấy lưu giữ hình ảnh của Vi trong điện thoại như vậy. Lẽ nào hai người họ là một đôi? Ý nghĩ ấy khiến cho Phong cảm thấy lòng mình trùng xuống. Cậu hụt hẫng vô cùng. Vì suy đi tính lại, cậu thấy Dũng là người chẳng có điểm nào để chê nếu không nói là quá hoàn hảo. Và nếu anh ấy đem lòng yêu mến Vi, đó là một chuyện tốt. Vì Vi là cô gái tốt, cô xứng đáng được ở bên người đàn ông tuyệt vời như Dũng. Cả hai người đàn ông, một người đã từng yêu và nếm đủ những cung bậc hỉ nộ ái ố của tình yêu, một người chưa từng yêu ai, lần đầu tiên bước vào cửa ngõ của ái tình. Lúc này đều có chung một trạng thái cảm xúc giống nhau, ấy là ghen tuông và chiếm hữu. Thế nhưng tình cảm xuất phát từ phía họ là trân trọng và tôn trọng người mình thương, cả hai đều có ý nghĩ nếu như cô ấy thích anh ấy cậu ấy thì mình sẽ hoan hỉ chúc phúc cho họ thấy phong im lặng dũng tò mò hỏi cậu không quen cô ấy sao anh vờ tỏ ra không biết vậy chứ kỳ thực đã tận mắt thấy hai người họ ở chung một chỗ với nhau nhiều lần rồi phong khẽ gật đầu em có biết giọng nói của cậu có chút buồn dũng lại hỏi thứ lỗi cho tôi hơi tò mò cậu và cô ấy là bạn bè hay là... Phong lập tức hiểu ra ý tứ trong câu nói bỏ lừng ấy của Dũng. Dù đau lòng, xong cậu vẫn thật thả nói. Em và chị ấy không phải là bạn bè, cũng không tính là người thân. Người yêu thì càng không. Dũng nghe vậy liền cảm thấy không hiểu. Không phải bạn bè, không phải người yêu, cũng không phải người thân. Nhẽ người yêu cũ sao? anh chờ đợi được nghe phong giải thích những lời phía sau đó chị vi là ân nhân của em nói ra thật hổ thẹn chắc kiếp trước em đã làm nhiều việc tốt lắm cho nên kiếp này mỗi lần em gặp chuyện đều có người đứng ra giúp đỡ em lần ấy em đi cùng chiến xe buýt với chị vi đúng hôm em bị đau dạ dày được chị ấy giúp đưa vào bệnh viện từ đó em và chị quen nhau cô ấy thật tốt bụng Dũng buột miệng nhận xét, Phong cất lời đồng tình. Anh nói đúng, chị ấy thật tốt bụng và cả anh nữa, hai người thật sự rất tốt bụng. Trong cùng một câu nói nhưng Phong nhắc cả tên mình, nhắc cả tên Vi, điều ấy đã khiến Dũng cảm thấy rất vui, cảm giác vui sướng giống như con nai nhỏ đang chạy loạn trong lòng vậy. Có lẽ đây là câu nói anh cảm thấy cực kỳ dễ nghe, được thốt ra từ khuôn miệng xinh xắn của cậu thanh niên bảnh bao kia. Chị ấy giúp em làm thủ tục nhập viện. Trong người em chẳng có đồng nào. Chị sẵn lòng bỏ tiền ra tạm ứng viện phí cho em. Loài hoài bên ngoài chờ đợi rất lâu. Trong lúc em ở phòng cấp cứu, anh là người quen của chị Vi ạ. À? Dũng khẽ gật đầu. Nút thắt trong lòng anh đã được tháo gỡ. Anh không dám chắc giữa hai người họ có chút tình cảm riêng tư nào hay không, nhưng ít nhất thông qua câu trả lời ấy, Dũng biết mình vẫn còn cơ hội để chinh phục Vi. Hai người trò chuyện thêm một lát, sau đó cả hai cùng rời khỏi quán cà phê. Trên đường trở về công ty, Dũng suy nghĩ rất nhiều về Vi. Anh cảm thấy cô rất khác so với những cô gái mà anh đã từng quen biết. Có rất nhiều cô gái chủ động đến bên anh, Họ rất trẻ, rất đẹp, thế nhưng đa phần trong số họ đều rất dễ để có được, thậm chí anh không cần phải hao tổn chút công sức nào cũng dễ dàng có được tình cảm của họ. Thế nhưng trải qua một thời gian với những cuộc tình chóng vánh, Dũng dần hiểu ra, những cô gái trẻ thích anh thì nhiều, tuy nhiên, chất lượng tình cảm của họ thật sự rất thấp, nói nôm na cho dễ hiểu là họ muốn ở bên anh vì tiền họ coi trọng địa vị xã hội của anh dễ dàng trao anh thể xác nhưng khó lòng gửi gắm tình cảm của bản thân mình những cô gái ấy lần lượt đến và đi chưa bao giờ khiến anh phiền lòng chỉ đến khi vì xuất hiện dũng mới chợt nhận ra bản thân mình đã thực sự thiếu hụt điều gì đó trong cuộc sống khiến anh quay cuồng tìm kiếm phụ nữ xinh đẹp ở trong xã hội này rất nhiều nhưng vì là người đầu tiên cho anh cảm giác yên bình đúng nghĩa mỗi khi ở gần hoặc nghĩ về cô trong tất cả những cô gái anh quen không có ai dịu dàng và thật tâm đối xử với mỹ anh con gái của anh cả họ chỉ cố tỏ ra quan tâm con gái anh thực chất là muốn lấy lòng anh muốn anh vui những điều ấy thực sự không qua mắt được anh vì họ làm là có mục đích nói mấy lời khen ngợi và quan tâm Mỹ Anh vô cùng sáo rỗng. Mỹ Anh không hề thích ai trong số họ cho đến khi gặp Vi. Vẻ ngoài của Vi giống mẹ của Mỹ Anh chỉ là khía cạnh rất nhỏ, điều khiến anh lưu tâm chính là sự dịu dàng, nhẫn nại của cô. Điều đó không thể nào giả được. Hơn nữa, cô biết anh có thể đem đến cho cô rất nhiều thứ tốt đẹp, nhưng cô chưa bao giờ gợi ý hoặc mong đợi một người con gái không mong cầu vật chất cũng luôn biết cách giữ khoảng cách với anh, lại khiến cho anh tâm tư rối loạn, kích thích bản năng chinh phục của giống đực trong anh trỗi dậy. Cô càng lạnh lùng anh càng khao khát muốn được đến gần cô, muốn được làm điều gì đó thu hút sự chú ý của cô và muốn quan tâm cô nhiều hơn nữa. 3 giờ sáng, tiếng chuông báo thức vang lên, Vi giật mình thức giấc đêm qua cô chẳng chọc mãi, 12 giờ mới vào giấc được. Lúc này miễn cưỡng mở mắt, cô thấy đôi mắt mình cay xẻ, thực sự chỉ muốn nhắm mắt lại và ngủ một giấc đến sáng mai. Mở mắt ra nhìn được xíu vì lại lim dim khép chặt đôi hàng mi, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ được ngay. 5 phút sau tiếng chuông báo thức lại vang lên, lần này cô không thể lười biếng được nữa, quyết tâm rời khỏi giường uể oải bước vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân rồi mau chóng đi ra không nhớ đã qua bao lâu hôm nay cô mới có lịch đi make up một công việc có chút nhạy cảm về thời gian nhưng đem lại cho cô nguồn thu nhập rất tốt nước mát khiến cho vì tỉnh táo hơn nhiều ngồi trước kệ trang điểm cô thoa nhẹ lớp kem dưỡng lên mặt chút mascara và tô son sau đó cô đeo túi sách mang theo dụng cụ mỹ phẩm và lặng lẽ bước ra khỏi nhà. mà đêm bao trùm bốn phía, cô gión rén làm mọi thứ thật khẽ, vì hai cô bạn đang ngủ say. cô không muốn làm ảnh hưởng đến mọi người. ngồi taxi đến nhà tang lễ, vì gặp gỡ và nói chuyện với người thân của người xấu số, hỏi qua tình hình. sau đó cô bước vào phòng và bắt đầu công việc của mình. hôm nay cô make up cho bác gái năm 6 tuổi qua đời vì bệnh ca tử cung. Có lẽ do hóa trị liệu nhiều nên mái tóc của bác rụng hết. Ngay khi Vi lật tấm khăn trắng ra, gương mặt với xương gò má nhô cao, hốc mắt trũng sâu, thân hình gầy đến mức chỉ còn da bọc xương. Vì có chút sợ hãi, cô khẽ chắp tay thì thầm khấn vái, giống như thường lệ cô vẫn hay làm. Vi tỉ mỉ thực hiện các bước, xử lý lớp nền thật mịn, thật đều, sau đó kẻ chân mày tô phấn má phấn mắt vì đã từng làm đẹp cho rất nhiều người xấu xố trước khi họ trở về với thế giới bên kia cô nhận ra một điều tất cả những người trong số họ người mất vì bệnh tật người mất vì tai nạn trải qua những cơn đau đớn về tinh thần lẫn thể xác lúc xa đi họ mang trong mình vẻ bề ngoài rất đáng thương vừa làm vi vừa cố ngăn không để cho bản thân mình rơi nước mắt cô mơ hồ tưởng tượng đến một ngày nào đó, những người thân yêu của cô không may mắn qua đời. Không biết cô sẽ đối diện với chuyện đó như thế nào? Liệu cô có thể bình tĩnh mà ngồi tô vẽ như thế này được không? a di đà Phật Vì thì thầm câu nói ấy trong miệng, vì cô cảm thấy những suy nghĩ của mình thật tiêu cực. Sau khi họa mặt xong, cô dùng mái tóc giả đội lên đầu bác gái. Nhờ có lớp son phấn phủ phép thêm mái tóc xoăn màu nâu thời thượng, lúc này dung nhan của bác gái đã tươi tắn, rạng sỡ hơn rất nhiều. Công việc của cô kết thúc lúc 5 giờ sáng, vì sắp xếp lại đồ đạc vào một góc, sau đó thì thầm nói mấy lời tạm biệt với bác gái và đi ra ngoài. Có chút mệt mỏi và thiếu ngủ, tuy nhiên, Pi lại thấy lòng mình thanh thản, nhẹ nhàng đến kỳ lạ. Ra ngoài hành lang, Vi thấy trời đã sáng rõ, thỉnh thoảng có những hạt mưa như sắc phấn rơi xuống. Mới sáng sớm trời đã đổ mưa rồi. Vi thẩm nghĩ, trong lúc cô đang suy tính một vài chuyện trong đầu, phía sau có ai đó đặt tay lên vai cô và hỏi Chị Ly, chị vừa đi đâu vậy? Anh Tùng đang tìm chị đấy. Vi giật mình quay người lại nhìn, cô ngập ngừng nói với người đàn ông trước mặt Xin lỗi, anh nhận nhầm người rồi người đàn ông quan sát vi thật lâu trong ánh nhìn không giấu được sự ngỡ ngàng bởi lẽ anh không tin được cô gái trước mặt nhìn giống với người phụ nữ tên ly kia đến vậy suy nghĩ một lát người đó tò mò hỏi cô là người nhà của chị ly phải không vì lắc đầu cô thực sự không quen ai tên ly cả ở chốn này cô không quen biết bất kỳ ai cô đến đây là vì công việc không phải ư nhìn cô rất giống chị ly Giống như hai chị em gái vậy Vì khẽ cười Đây là lần thứ hai Cô được nghe người khác nhận xét Mình giống với một người nào đó Mà cô không hề quen biết Tôi không quen ai tên Ly cả Anh nhận nhầm người rồi Tôi xin phép đi trước À vâng xin lỗi đã làm phiền chị Vi mỉm cười rồi quay người bước về phía hành lang. Trời mưa như thế này, cô không mang theo ô. Đứng dưới mái hiên, Vi suy nghĩ có nên đội mưa đi ra ngoài không nhỉ đúng lúc ấy có một người phụ nữ mặc đồ đen đi ngang qua chị ấy nhìn rất cao mái tóc dài buộc gọn phía sau gáy khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng thoạt nhìn có cảm giác như một minh tinh hollywood đi lạc giữa chốn này vậy thần thái sang trọng quý phái người phụ nữ đó vừa đi qua ngay lập tức giọng nói của người đàn ông khi nãy vang lên chị ly chị vừa đi đâu vậy anh Tùng đang tìm chị đấy Tôi hơi chóng mặt Đi ra ngoài mua thuốc Nhưng giờ này hãy còn quá sớm Chưa có hiệu thuốc nào mở cửa Cất công chạy xe về nhà một chuyến nên đến trễ Có chuyện gì thế Anh Tùng tìm tôi làm gì Em không biết Khi nãy anh Tùng không thấy chị đâu Nên làm ầm ý một trận Lý khẽ nghiêm giọng nói Trẻ con vừa chứ Đây là nhà tang lễ chứ có phải ở nhà đâu Hở ra là làm lố Chắc tại anh ấy thích chị quá, không thấy chị liền lo lắng đây mà. Khi nãy em thấy một người nhìn giống chị lắm nhé. Em nhận nhầm luôn. Sao trên đời này lại có chuyện thú vị đến thế không biết? Nhìn giống tôi là ai vậy? Ly hỏi câu này xong, cũng chợt nhớ tới cô gái đứng dưới mái hiên trú mưa. Người đàn ông kia nhanh miệng nói. Cô ấy vừa mới ở đây xong, bây giờ không thấy mặt mũi đâu nữa rồi. Nhìn giống chị Em tưởng là em gái hoặc có họ hàng gì cơ. Có phải là cô gái mặc chiếc áo phông lỡ tay màu hồng không? Đúng đúng, đúng là cô ấy. Tôi cũng vừa thấy. Mà thôi, chị vào trong đi. Mọi người đến đông đủ rồi đấy ạ. À? Được rồi, đi nào. Vi đội mưa từ bên trong chạy ra đường lớn và gọi xe về nhà. Không ngoài dự đoán của cô, quần áo, đầu tóc cô ướt mềm, tắm gội xong mới 6 giờ sáng. Hãy còn sớm, chưa đến giờ đến công ty, nên cô nằm ngả lưng xuống giường, định ngủ một giấc cho khỏe, nào ngờ vì quá mệt nên chuông báo thức vang lên mấy lần, Vi cũng không biết. Nói đúng hơn là thấy chuông reo, cô tắt đi rồi tiếp tục ngủ, cho đến khi điện thoại có người gọi tới, Vi giật mình thức giấc, cô ấn nghe theo quán tính. Alo, chị Vi, chị xuống dưới nhận đồ giúp em nhé. Đồ gì thế em? Hoa và cả bánh ạ. À? Lúc này Vi mới tỉnh hẳn. Hoa và bánh. Bây giờ cô mới ý thức được rằng mình ngủ quên. Giọng của shipper vọng tới. Em tắt máy đây. Chị xuống lấy giúp em nhé. Vi gãi đầu mấy cái không hiểu sao lại ngủ quên thế này. Cô mở máy gọi cho chị Hoài. Nhờ chị xuống nhận đồ giúp mình. Bây giờ cô có đến công ty cũng không kịp. Vi định ngồi dậy, nhưng thấy chóng mặt quá cô lại nằm xuống có lẽ là đêm ngủ không đủ giấc hoặc bởi sáng nay cô bị ướt mưa cô tự mắng chính mình lần sau đi làm nhớ mang theo chiếc ô nhỏ để phòng mưa bất chợt đang suy nghĩ miên man thì điện thoại đổ chuông là chị Hoài gọi tới vì nhẹ nhàng nghe máy em nghe đây chị hôm nay chắc em không đến công ty được rồi có việc gì quan trọng chị giúp em xử lý với nhé Giọng của Hoài vọng đến trong điện thoại. Bị ốm hay gì mà nghỉ thế? Có nghiêm trọng không? Sáng nay em ra ngoài bị mắc mưa, bây giờ đau đầu chóng mặt quá. Hy vọng ngày mai sẽ hết. Lớn rồi mà không chú ý gì cả. Chị vừa nhận đồ giúp cho rồi đấy. Hôm nay chàng gửi đến một hộp pancake và một bó hoa đẹp lắm. Lát nữa nghỉ trưa chị gửi ship đem đến cho em nhé. Chị cắm hoa vào lọ cho đẹp còn bánh chị mang về cho bọn trẻ ăn nhé. Em đang mệt, không có hứng ăn vặt. Không được, bánh của dai tặng. Em còn chưa nhìn thấy nó như nào mà đã bảo chị mang về rồi. Tấm lòng tình cảm của người ta dành cho em đấy. Chị chụp gửi em xem là được rồi. Đây, để chị chụp cho em xem nhé. Một chiếc hộp hình vuông. Bên trong có nhiều khay nhỏ với những chiếc bánh xinh xắn vô cùng bắt mắt. Vi nhìn hình thôi cũng thấy cảm động. Cô thầm nghĩ, tại sao Dũng lại quan tâm cô như thế này, ngày nào cũng như ngày nào. Hoài lại ồn ào nói tiếp, "Để chị gửi ship đem đến cho em. Nhìn đẹp thật đấy chị ạ, à, nhưng cũng chỉ là đồ ăn thôi mà. Em nhận tấm lòng của anh ấy là được, chị mang về cho bọn trẻ đi, em ăn cũng không hết được đâu." "Mày rách việc thật đấy. Thôi mà, chị giúp em nhé." "Được rồi, chị tắt máy đây, nghỉ ngơi giữ gìn sức khỏe cho tốt nhé." Nếu mệt thì cứ nghỉ thêm Có chị đây rồi không phải lo Yêu chị hoài nhất trên đời Cuộc gọi kết thúc Vì vứt điện thoại xuống gối Cô định nhắm mắt ngủ một giấc đến trưa Thì điện thoại lại đổ chuông Cô tưởng là chị Hoài muốn dặn dò điều gì đó Nên ấn nghe mà không cần nhìn màn hình Có chuyện gì nữa hả chị Hoài? Một giọng nam trầm thấp từ đầu dây bên kia vọng lại Không phải chị, vì giật mình suýt đánh rơi điện thoại cô rơi điện thoại lên trước mặt mới biết người gọi tới là dũng cô ngập ngừng hỏi lại anh gọi tôi có chuyện gì không cô đang bận gì à sao lại nhầm tôi thành người khác vậy tôi không bận vừa xong tôi nói chuyện với chị đồng nghiệp tôi tưởng chị ấy chưa nói hết nên gọi tiếp tôi không nhìn vào màn hình nên mới hôm nay cô không được khỏe sao ai nói với anh chuyện này shipper nói cô không xuống nhận đồ mà là một người khác Tôi không đến công ty nên nhờ chị bạn nhận giúp. Cô đang bệnh. Không có, tôi... tôi chỉ hơi nhức đầu thôi. Không đi làm được, chứng tỏ là bệnh nặng rồi. Trước câu nói của Dũng, vì không biết nói gì nên đành giữ im lặng, Dũng nói thêm. Cô nghỉ ngơi đi nhé, tôi có chút việc phải đi bây giờ. Tôi sẽ gọi lại sau. Vâng, chào anh. Vì không ngủ tiếp được nữa, cô nằm chờ mình liên tục trên giường tâm tư thì nghĩ về dũng không ngừng anh ấy quan tâm cô như vậy mỗi ngày đều mua hoa mua quả tặng cô như vậy có được tính là thích không nhỉ nhưng dũng cũng không nói thích cô cô không thể ngộ nhận như thế được vì tự vỗ vào mặt mình mấy cái và nhắc nhở bản thân tỉnh táo lên nào người ta chưa có làm gì hết mà mình đã ảo tưởng rồi cứ tiếp tục như này coi chừng có ngày bị lọt hố không ai cứu được mình thì nguy không biết thời gian đã qua bao lâu, Vì đang lim dim nhắm mắt, sắp sửa chìm vào giấc ngủ thì điện thoại đổ chuông. Tiếng chuông réo rắt khiến cô giật mình, tâm trạng có chút cáu vì bị làm phiền. Cô bực dọc nghe máy. Alo. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói dịu dàng của Dũng. Mở cửa giúp tôi được không? Đôi mắt Vi mở to hết cỡ. Dũng đang nói cái gì vậy? Mở cửa giúp anh ấy ư? nói như vậy nghĩa là dũng đang đứng trước cửa nhà cô anh đến đây làm gì chứ nghĩ thế nhưng cô vẫn thấy vô cùng hồi hộp cơn buồn ngủ cũng theo đó mà biến mất tiêu anh vừa nói gì vì ngập ngừng hỏi lại tôi đang đứng ngoài cửa vì mở cửa giúp tôi được không tại tại sao anh lại đến tôi lo cô bị bệnh nên đến đây mở cửa giúp tôi nhé vì quên luôn sự hiện diện của cơn chóng mặt Cô đi một mạch từ phòng ngủ ra phòng khách và mở cửa cho Dũng. Anh đứng giữa cửa, áo phông và quần jean tối giản. Nhưng nhìn anh vẫn rất lịch thiệp và cuốn hút. Trên tay Dũng là những túi đồ lớn nhỏ. Vì tò mò hỏi, anh mua gì mà nhiều vậy? Không mời tôi vào nhà hay gì? Mời, mời anh vào. Dũng theo Vi đi vào bên trong. Không gian tuy hơi chật nhưng rất ngăn nắp, gọn gàng và chu đáo anh đặt những túi đồ lớn nhỏ lên bàn và tò mò hỏi cô sống ở đây với ai được bao lâu rồi tôi ở đây từ năm thứ ba đại học đến giờ cũng được bốn năm tôi ở cùng hai cô bạn nữa họ đi làm cả rồi xem ra cô không bệnh nặng như tôi vẫn nghĩ tôi đâu có nói tôi bệnh nặng tôi chỉ nhức đầu một xíu vừa nói vi vừa ngẩng mặt lên nhìn dũng đúng lúc anh đang chăm chú nhìn cô Cô ngượng ngùng cục mi mắt xuống và nhìn sang hướng khác. Bối rối không biết phải nói gì. Và rồi cô nghĩ sao tự nhiên mình lại khó xử thế này nhỉ? Phải chi mình thích anh ta rồi. Nếu không thích thì sao lại phải ngại kia chứ? Đúng vậy, mình không nên tỏ ra ngượng ngùng thế này. Anh nói anh có việc bận kia mà. Sao bỗng nhiên anh ghé qua đây vậy? Đúng vậy, tôi có việc rất quan trọng. Dũng thản nhiên đáp. Vậy anh đi đi, ý tôi là tất cả những việc liên quan đến em tôi đều cảm thấy quan trọng vì đỏ mặt vì câu nói bóng gió ấy hôm nay anh ta bị làm sao thế không biết hết nhìn trực diện cô bây giờ còn nói chuyện kiểu lấp lửng như thế này thật là muốn trụy tim mất thôi tại tại sao lại quan trọng vì tôi thấy lo cho em dũng bất ngờ thay đổi cách xưng hô vì cảm thấy anh mới xuất hiện ít phút thôi đã khiến cho trái tim trong ngực cô loạn nhịp không có cách nào kiểm soát được nữa rồi tôi không sao không dám phiền anh lo lắng như vậy em không muốn tôi quan tâm em ngược lại tôi càng thấy phiền hơn đấy anh phiền điều gì phiền lòng vì em không muốn đón nhận sự quan tâm từ phía tôi công việc của anh quan trọng hơn anh còn nhiều chuyện phải lo lắng tôi thực sự không sao cả công việc đúng là quan trọng nhưng đối với tôi, sức khỏe của những người thân yêu còn quan trọng hơn. Em biết đấy, chỉ khi chứng kiến những người thân yêu ngày đêm chống chọi với bệnh tật, tôi mới hiểu ra, có những lúc có rất nhiều tiền cũng không thể mua được sức khỏe, sự bình an và hạnh phúc cho họ. Bởi vậy, ngay tin em không được khỏe, tôi tức tốc tìm đến đây. Vì bị những lời nói này làm cho toàn thân hóa đá, cô người ngốc ngồi nghe Dũng nói, Tôi mua yến xào, một số thực phẩm giàu dinh dưỡng đã được chế biến sẵn. Khi nào muốn ăn, em chỉ cần cho vào lò vi sóng quay một lát là có thể ăn được luôn. Ngoài ra đây là thuốc bổ, thuốc trị đau đầu, trái cây và một số thức quả ăn vặt. Em nhớ ăn uống đầy đủ nhé. Phải biết yêu thương cơ thể mình. Dũng dặn dò cô giống như đang nhắc nhở con gái của mình vậy, vì thấy trái tim mình hân hoan những cảm xúc rất lạ vừa ấm áp lại tràn đầy sự ngọt ngào. Chưa có ai quan tâm cô tỉ mỉ như thế, cũng chưa có ai nghe tin cô ốm mà bỏ cả việc tìm đến như vậy. Chết rồi, cứ như thế này cô làm sao mà tỏ vẻ như không có gì được đây. Cô sợ mình sẽ thích anh mất. Cảm cảm ơn anh. Khách sáo như vậy sao? Em nghỉ ngơi thêm đi nhé. Bây giờ tôi đi công chuyện, rảnh tôi sẽ gọi cho em sau. Vâng. Dũng đứng dậy rời đi đã lâu Nhưng Vi vẫn ngồi bất động trên ghế Cô thực sự không tin được những thứ vừa diễn ra là thật Sao giống ảo giác quá Có phải mình bị ảo giác rồi không Buổi chiều đi làm về Diệp và Uyên thấy một bàn đầy ắp đồ ăn Lại toàn những món nhìn vô cùng hấp dẫn Hai cô nàng không kìm được cơn đói Nên bảo nhau ăn vụng. Đúng lúc ấy Vi ở trong phòng đi ra Cô khẽ nhắc nhở các cậu lớn rồi mà cứ như trẻ con ấy sao không dùng đũa dùng muỗng dùng tay nhón thức ăn như thế có mất vệ sinh không cơ chứ hai má diệp phồng lên vì nhét đầy đồ ăn vừa nhai cô nàng vừa nói đói quá dùng tay mới thấy ngon hôm nay nhà mình có sự kiện gì đặc biệt mà cậu về sớm vậy lại còn chuẩn bị nhiều món ngon hôm nay tớ mệt không đi làm được mà không hiểu sao dạo này sức khỏe kém thế không biết hôm nào có lịch đi make up sớm thì hôm đó lăn đùng ra mệt không đến công ty uyên nghe vậy liền nói quy luật bù trừ thôi vì tò mò hỏi lại bù trừ cái gì làm sáng sớm thì thôi làm ngày thu nhập một đêm của cậu cũng bằng cả tháng lương của bọn tớ rồi hâm à làm gì có chuyện dễ dàng như thế được thỉnh thoảng mà gặp được khách giàu thì hôm đó tiền công hậu hĩnh hơn một chút thôi khiếp người ta đùa một xíu mà cũng phải giải thích ai mà không hiểu chứ Tại tôi thấy cậu đùa như thật nên Cậu đỡ mệt chưa đấy Mà mấy món này khó chế biến lắm nha Cậu học ở đâu Hay order về đấy Anh Dũng mang tới Nghe vì nói câu ấy Cả Diệp và Uyên lập tức ồ lên một tiếng Rồi liên tục đặt câu hỏi truy vấn Anh Dũng đến đây khi nào thế Anh ấy biết cậu mệt nên đến thăm hả Ghê nha Quan tâm kiểu này thì đừng nói là cậu Cả hai đứa chúng tớ cũng thấy thích Hành động của anh Dũng khiến tớ bỗng nhiên nghĩ đến một câu nói của nhà văn Nam Cao. Nhìn sáng vẻ suy tư của Uyên, Vi tò mò hỏi. Tự nhiên mà cũng nghĩ đến văn thơ, mà câu đấy như nào thế? Trước khi nghĩ đến việc đặt những cái hôn lên miệng của người yêu, thì cũng nên nghĩ đến việc đổ cơm vào đấy đã. Cả Diệp và Vi đều ôm bụng cười lăn lộn, Diệp cất lời phụ họa. Câu này cũng tương tự như câu tình yêu của người phụ nữ thường đi qua bao tử phải không chuẩn rồi rất thiết thực nếu mà ngẫm sâu xa sẽ thấy câu nói này chứa đựng rất nhiều điều đó không đơn giản là tình yêu mà còn thể hiện sự che chở tính trách nhiệm của người đàn ông bản năng của người đàn ông luôn muốn gánh vác luôn muốn chăm lo cho người phụ nữ của mình không cần biết cô gái ấy tài giỏi đến đâu không cần biết cô ấy có tự chăm lo được cho mình hay không nếu anh ta đã yêu, nhất định anh ta sẽ muốn làm mọi việc, dành tất cả sự quan tâm cho người mình thích. Vì họ sợ, dùng một vài lời quan tâm thì cô ấy sẽ không nhìn ra được, thế nên phải hành động thật nhiều. Anh ta mới mua cho mấy món ăn thôi, mà ngay lập tức các cậu đã có một chuyên đề về tâm lý đàn ông khi yêu rồi. Vi vừa xem điện thoại vừa nhận xét. Rõ ràng quá chứ lị, tất cả những dấu hiệu này đều không thể bỏ qua. Đây là cách nhanh nhất để kiểm chứng tình cảm của một người đấy. Nhưng mà cậu có biết điều quan trọng nhất là gì không? Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Diệp, Vi bỗng thấy tò mò, cô ngập ngừng hỏi lại. Điều quan trọng ấy là gì vậy? Là mấy món ăn này ngon vãi. Diệp nói xong câu ấy, căn nhà nhỏ lập tức tràn đầy tiếng cười. Các cậu đi tắm đi rồi ăn tối tớ đợi. Vi khẽ nhắc hai cô bạn ánh mắt diệp luyến tiếc nhìn những món ăn hấp dẫn trên bàn cô đứng dậy và thấp giọng nói tớ xin phép được vút một phiếu cho anh dũng nhé không phải vì anh ấy đẹp trai cả giàu đâu vì rằng đẹp trai cũng không đến lượt tớ anh ấy giàu nhưng cũng chẳng vì tớ mà tiêu xài đồng nào chỉ đơn giản là vì thấy anh ấy quan tâm cậu mua nhiều đồ ăn ngon cho cậu và bọn tớ được ăn ké mà thôi cậu có thôi ngay đi không tớ thôi tớ thôi đợi tớ đi tắm một lát nhé diệp và uyên nhanh chóng đi vào phòng riêng phòng khách trở về yên tĩnh như vốn dĩ vi ngồi thần mặt bên sofa tâm tư cô không ngừng suy nghĩ về những lời mà hai cô bạn thân vừa nói ngày hôm nay vì dành toàn bộ thời gian rảnh rỗi của mình để nghĩ đến dũng không đúng ngay cả những khi bận rộn hình ảnh của anh cũng xuất hiện trong tâm trí cô thêm những lời khẳng định của hai cô bạn thân cô càng thêm kiên định rằng anh có tình cảm với mình. Ý nghĩ ấy khiến Vi vô thức mỉm cười. Tâm tư liên tục xuất hiện những ảo giác đến một lúc nào đó. Anh nghiêm túc nói lời yêu cô. Ôi, Vi ơi, mày bị sao thế này? Mau tỉnh đi, nếu không thì mày sẽ không thoát ra được bể tình này đâu. Vi khẽ đưa tay vỗ nhẹ hai má và tự mắng chính mình. Sau bữa tối, ba cô nàng ngồi xem tivi và tám chuyện linh tinh từ chuyện ở công ty đến chuyện tán tỉnh yêu đương và những drama không hồi kết từ những nhà hàng xóm. Tiếng nói chuyện cười đùa rộn vang khắp nhà. Trong lúc cuộc trò chuyện đang cuốn thì điện thoại vi đổ chuông. Nhìn dãy số lạ cô đắn đo một lát xong vẫn nghe máy. Alo, một giọng nam nhân quen thuộc truyền đến. Vi tiểu thư là quân trợ lý của Dũng. Vi chưa kịp nói câu tiếp theo thì điện thoại đã truyền sang tay người khác em chào chị vi em là mỹ anh nè chị vi ăn tối chưa ạ à? chào mỹ anh chị mới ăn xong em đang làm gì đó em nghe nói hôm nay chị vi không được khỏe bây giờ chị thấy trong người thế nào ạ à? chị không sao nói chuyện với mỹ anh là chị hết mệt luôn nè chị nói thật không thật mà thực ra em đang ở ngoài đầu hẻm nơi chị ở không biết em có cơ hội được đi dạo cùng chị buổi tối ngày hôm nay không vì nghe vậy bỗng đứng bật dậy, cô tò mò nhìn ra cửa sổ, trong lòng có chút hồi hộp. Ai đưa em đến đây? Em đi ra ngoài, ba và ông cụ có đồng ý không nè? Ba Dũng nói chị Vi mệt nên em xin phép ba cho em qua gặp chị Vi. Em nghĩ chị ở nhà cả ngày chắc là sẽ rất buồn chán. Chị em mình ra ngoài đi dạo, hít thở không khí trong lành cho dễ chịu chị nha. Bây bây giờ sao? Vì không hiểu sao mỗi khi nói chuyện với hai cha con Mỹ Anh Cô luôn bối rối và ngập ngừng như vậy Vâng ạ, à, ngay bây giờ Nếu chị đang bận việc gì đó thì em có thể đợi Chị không bận Mỹ Anh đợi chị một lát nhé Chị thay đồ xong sẽ ra ngay Dạ Bước ra khỏi hẻm nhỏ Vì thấy chiếc xe màu đen đang đứng chờ sẵn Quân đứng tự lưng vào xe Sáng vẻ bình thản giống như đang tận hưởng chút thời gian rảnh trong lúc chờ đợi Nghe tiếng bước chân Quân quay người lại nhìn Anh nhanh miệng nói Tiểu thư Chào anh Mời tiểu thư lên xe Quân mở cửa xe cho Vi ngồi vào Vừa nhìn thấy cô Mỹ Anh lập tức gieo lên Chị Vi Vi mỉm cười dịu dàng với cô bé Sau đó nhẹ nhàng hỏi Em được ra viện từ khi nào thế? Em ra viện được hai ngày rồi Dạo này công việc của chị bận rộn lắm ạ à? Cũng bình thường mà sao em lại hỏi thế? em nghĩ chị bận công việc quá, không có thời gian nghỉ ngơi nên mới bị mệt như vậy. chị hết mệt rồi nè, mà bây giờ em muốn đi dạo ở đâu? đến trung tâm thương mại đi chị, lâu rồi em chưa được đi. đến đó phải đi bộ nhiều, sợ em mệt. hay là tìm chỗ nào thoáng mát, chúng ta ngồi chơi ngắm cảnh và nói chuyện, em thấy thế nào? em muốn đến bờ kè ngồi hóng gió và ngắm tòa landmark cao nhất Sài Gòn. mình đến đó được không ạ? một ý tưởng không tồi cũng lâu rồi chị chưa lang thang đến đó vậy mình đến đó chị nhé quân điều khiển xe nghe hai chị em nói chuyện anh tự khắc biết điều chỉnh hướng đi khác đến bờ kè mà hai người đang nói tới buổi tối mát mẻ bờ kè rất đông người đèn điện trang hoàng lung linh vì chợt nhớ lại những ngày tháng còn là sinh viên thỉnh thoảng đám bạn thân sẽ rủ nhau đến đây uống trà tắc và ăn cá viên những thức quà bình dị như thế nhưng đầy ắp những kỷ niệm thổ học trò chỉ e là với một cô gái xuất thân quý tộc như mỹ anh những món ăn này sẽ không làm cô bé có hứng thú mỹ anh đưa mắt quan sát xung quanh thấy mọi người uống những ly trà mát lành những hộp cá viên thơm nước mũi cô bé tò mò hỏi chị ơi mấy cái này có ngon không ạ ngon lắm chúng ta cùng ăn nhé quân đứng cách đó một quãng không xa anh đứng nhìn tòa nhà cao chọc trời trước mặt thỉnh thoảng lại quan sát hai chị em vui vẻ trò chuyện cũng giống như dũng quân là lần đầu tiên thấy mỹ anh đặc biệt yêu mến một người không phải thân thiết ruột thịt như thế này nhìn cách vi dịu dàng quan tâm cô bé anh cảm thấy rất gần gũi không giống như là đang lấy lòng Vi kể cho Mỹ Anh nghe rất nhiều chuyện từ thở cô còn nhỏ cho đến khi lớn lên bắt đầu đi học xa nhà ra sao gặp những khó khăn gì trong cuộc sống Mỹ Anh rất nghiêm túc lắng nghe thậm chí cô bé còn tỏ ra vô cùng hứng thú với câu chuyện Vi kể tình cảm giữa hai người càng lúc càng gắn bó Đúng lúc ấy có một em bé khoảng chừng 4-5 tuổi chạy đến trước mặt hai chị em đó là một bé trai rất kháu khỉnh. Cậu bé nhìn chăm chú vào hộp cá viên trước mặt. Ánh mắt như muốn nói lên một điều. Cậu rất muốn được ăn nó. Mỹ Anh nhanh miệng nói. Em muốn ăn cá viên đúng không? Cậu bé gật đầu. Vi đặt cá viên vào tay cậu bé và mỉm cười. Đúng lúc ấy một chị gái khoảng ngoài 30 tuổi chạy đến. Chị dắt tay bé trai nhẹ nhàng nói. Con cảm ơn cô chưa? Sao tự nhiên chạy ra đây thế này? Rồi chị quay sang nói với Vi, "Chị cảm ơn em nhé. Con gái em đây hả, xinh xắn giống mẹ quá đi." Nghe lời nhận xét ấy, Vi và Mỹ Anh lập tức nhìn nhau, Vi thầm thắc mắc trong đầu, không lẽ nhìn cô già đến vậy, giống phụ nữ đã có con. Mỹ Anh thì hết sức vui sướng trong lòng, vì người khác nghĩ rằng cô bé có mẹ, mà mẹ cô bé là một cô gái rất xinh đẹp và dễ thương vi và mỹ anh nhất thời im lặng không nói gì chị gái kia lại tiếp tục bé gái xinh xắn quá năm nay con mấy tuổi rồi xem này đôi mắt tròn long lanh như đang cười ấy đôi mắt thật có hồn quá mỹ anh được khen liền phổng mũi cô bé lễ phép nói con cảm ơn bác năm nay con 5 tuổi rồi ạ à. con rất thích màu tóc của bác chị gái nghe vậy cười tươi sẵn rỡ nói với vi con gái em khéo miệng quá vì không biết giải thích thế nào về sự nhầm lẫn này tuy vậy cô vẫn mỉm cười đáp em cảm ơn chị chị gái và đứa trẻ nhanh chóng rời khỏi lúc này mỹ anh quay sang nói với vi chị vi chị có biết vì sao bác ấy lại nghĩ hai chị em mình là mẹ con không vì cũng đang nghĩ đến chuyện này cô tò mò hỏi lại chị không biết em có biết không em nghĩ là rất có thể nhìn chị em mình giống nhau nên bác ấy mới nhầm lẫn như vậy cũng có thể. Vì và Mỹ Anh trò chuyện qua lại hồi lâu, vì xem giờ thấy cũng không còn sớm nữa, nên cô ngỏ ý muốn đưa Mỹ Anh về. Thể trạng của cô bé vốn không tốt, cô sợ nếu cứ ngồi ở ngoài trời đêm quá lâu sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của Mỹ Anh. Hai chị em đứng dậy ra về, nhìn qua nhìn lại không thích quân đâu. Mỹ Anh quan sát một lúc, thấy chiếc xe màu đen lúc trước đã thay thế bằng chiếc xe khác mà chủ nhân của chiếc xe ấy là Dũng, không biết anh đến đây từ khi nào. Dũng đang ngồi trong xe thấy hai chị em đến gần, anh xuống xe và vui vẻ nói: hai chị em còn muốn đi đâu nữa không? Vì khẽ đáp cũng hơi trễ rồi, anh nên đưa mỹ anh về nghỉ ngơi. cả ba người ngồi vào xe, Dũng tò mò hỏi: cô đỡ mệt chưa? Tôi không sao, anh bận rộn như vậy, sao vẫn đến đây? Tôi sắp xếp được thời gian và công việc, cô đừng lo mỹ anh hào hứng kể chuyện ba ơi khi nãy ngồi ở bờ kè có một bác tưởng con và chị vi là hai mẹ con đấy vì nghe vậy liền đỏ mặt cô im lặng không nói câu gì thế à bác ấy đã nói gì vậy bác ấy nói nhìn hai mẹ con xinh xắn quá rồi sau đó thế nào con cảm ơn bác thôi ạ à. trên đường về nhà ban đầu mỹ anh rất hào hứng nói chuyện tuy nhiên sau đó có vẻ như cô bé mệt Mỹ Anh ngồi tựa lưng vào người Vi Rồi miên man ngủ thiếp đi Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 6 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Nếu anh không phải một giấc mơ của tác giả Thành Thành Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Chuyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.